Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Sau đây là một số chính sách nổi bật. Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng. Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 28 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người lao động, từ 10 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 50 người lao động, từ 20 đến 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 đến 100 người lao động, từ 30 đến 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 đến 300 người lao động, từ 40 đến 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên. Mức phạt này được áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Tung tin đồn thất thiệt phạt đến 20 triệu đồng. Theo Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đồng thời, mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội. Taxi công nghệ không phải gắn hộp đèn. Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Một trong những điểm nổi bật của nghị định này là quy định xe taxi được quyền lựa chọn gắn hoặc không gắn hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe. Với những taxi công nghệ có sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, thì trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến. Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số. Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Theo Nghị định số 21 năm 2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản. Cụ thể, bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, trước đây bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng, trước đây bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.